một cái ngõ gọi là tối tăm, đầu tiên đâm vào 290 là đâm vào cái nhà bắn nó tối nhỏ như giày dép rồi đấy. Đây mình chơi trong này đúng không? Cái này có nhiều giận và báo trên mạng là nhiều chứ còn nếu trực tiếp phải. Ở đấy thì cũng xem trên mạng rồi qua đây chứ. Nhưng mà thêm một cái căn này ra biển. Bay về. Tôi xem chào này, bay về biển hết cả ba nói rồi. Này cái tanh chưa đẹp chưa Dung? Đấy. Đi nào? Ừ. Đắt hơn. Nhìn được cái con số 2, số 3 rồi. Bao nhiêu tiền? 2 triệu 3. Đấy. Ừ, nhìn thật đấy. Ừ. Cái này thì không được mới không ạ? Thank you.
đẹp à? Nhìn nhìn theo nó khác hơn nhiều như ảnh ấy. Lúc kia đẹp hơn thật. Ừ, như thật đấy, như ảnh chụp ấy. Nha. Hả? Chụp thì ấy đây là ấy nét nó khác rồi. Cho tao hơn, tính tặng nhỏ cũng được, đúng không? Ừ. Tính tặng cho nhỏ hơn gì nữa, mình là ngang hàng nhau quá, cũng để tên to rồi nhé, ghi âm gì không?